Bối cảnh vào năm 1941, Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc và các cuộc chiến chớp nhoáng của Hitler đã lan lắp châu Âu, nước Mỹ nằm ở phe trung lập. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, trên biển Thái Bình Dương, một chiếc sân bay của Hải quân Mỹ vẫn đang diễn ra những buổi tập bình thường. Bit và Mujay đang trên máy bay trở về sau một cuộc trinh sát. Dick Best cho máy bay bay ngang để giảm tốc độ, máy bay lao xuống mũi tàu khiến mọi người đều hoang mang. Bỗng máy bay vụt lên và đáp sân bay thành công, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dickinson liền đến nhắc nhở anh chơi thế thì ai chơi lại. Anh cũng cho hay tất cả các phi đội phải về Trân Châu cảng. Bên hạm đội Thái Bình Dương đang neo đậu tại Trân Châu cảng, Roy và các thủy thủ đang chuẩn bị để trở về thì bất ngờ bị máy bay của người Nhật tập kích. Do không có sự chuẩn bị trước, nhiều thủy thủ đoàn đã nằm xuống, Roy ra lệnh đưa các thương binh xuống bong tàu. Còn lại tất cả mau chóng vào lại vị trí chiến đấu, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh, họ không có một chút phòng bị. Lighton ở nhà cũng nhận được tin báo qua điện thoại liền lên xe tới sở chỉ huy, nhưng lúc anh tới hiện trường đã như hoàn toàn đổ nát. Đây có thể là một ngày ô nhục và đen tối nhất của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ khi phải hứng chịu cuộc tấn công bất ngờ có chú ý của lực lượng hải quân và không quân Nhật Bản. Một quả bom được dội thẳng xuống tàu Arizona, chỉ trong tích tắc cả chiếc tàu vỡ tung, Roy chỉ có thể kéo được cậu tân binh Sully bên mình. Sully vực dậy nhưng lại bị mảnh sắt làm cho bỏng cháy bàn tay, bên dưới là hàng ngàn những tiếng thét gào, họ cần phải rời khỏi tàu. Một sợi dây được nối giữa hai bên tàu, Roy muốn Sully đi trước nhưng cậu từ chối vì bàn tay đang vô cùng đau rát, nhưng nếu muốn sống cậu phải làm theo ý Roy. Dickinson lúc này cũng đang trên đường về Trân Châu cảng, nhìn thấy cảnh tượng anh biết chắc đám phòng không bờ biển điên rồi và chúng cũng bắt đầu tấn công máy bay của anh. Dickinson yêu cầu đồng đội phía sau là Miller bật radio lên báo cáo tình hình và bắt đầu lấy súng ra chiến đấu. Tuy nhiên Miller không may bị đạn bắn trúng khiến anh bất tỉnh, động cơ máy bay cũng bị bắn cháy nên Dickinson chỉ còn cách nhảy dù ra khỏi máy bay. Máy bay Nhật Bản cũng không kiêng nể mà nhả đạn trên các đường phố, bầu trời Trân Châu cảng được che kín bởi những con chim sắt của Nhật Bản. Phía bên Roy, anh một mình dũng cảm dùng súng chống đỡ với hàng ngàn viên đạn bạc. Tất cả những thủy thủ bám dây sang tàu bên kia thì chỉ còn mình Sully là sống sót, lúc cậu lên bờ cũng là lúc tàu Arizona của Roy cháy rụi. Sau một loạt tấn công máy bay của Nhật thành công phá hủy hết các chiến hạm của Mỹ tại đây, bắt đầu rút về tàu của chúng. Trong khi đó, đô đốc Hansay trên mẫu hạm Enterprise lúc này mới nhận được tin về việc Trân Châu cảng bị tấn công, cay cú hơn là đội của ông còn không xác định được chúng đến từ phía Bắc hay phía Nam. Sau khi đặt cược, vị trí của tàu sân bay Nhật đã được vạch ra, ông liền cho quân của mình đem máy bay tới truy lùng. Dick Best đang rất nóng lòng để được thả bom vào ống khói của tàu Nhật Bản, nhưng họ chẳng thấy một bóng dáng con tàu nào cả nên đành quay lại Enterprise. Đến nơi thì đô đốc cho hay hạm đội Nhật Bản đang ở phía Bắc chứ không phải phía Nam, ông đã phán đoán sai lầm khiến cho Nhật Bản rút lui thành công. Lúc này một máy bay hạ cánh vô tình làm rơi một quả bom. Một anh lính nhìn thấy liền lao thân mình đến ôm lấy tránh để quả bom va chạm với tàu, suýt chút nữa đã có một pha tự hủy đi vào lòng đất. Trở lại Trân Châu cảng, tất cả chỉ còn một khung cảnh tan hoang đổ nát, mọi người vẫn đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt dưới boong tàu. Xác tàu Arizona cháy rụi đem theo sinh mạng của hàng ngàn người, trong đó có khi còn có Roy, người đồng đội vào sinh ra tử của Dick Best. Dick Best đến bên vợ mình an ủi, anh muốn cô và con gái đến nhà bố mẹ ở Jersey để tránh đi, vì anh sẽ không thể về nhà ngay bây giờ mà vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Dick Best tìm tới bệnh viện, hỏi thăm Sully người ở bên cạnh Roy trong suốt cuộc tấn công nhưng Sully sợ hãi nói rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Roy lúc đó. Gần như không còn hy vọng khi Dick Best chẳng thể tìm thấy Roy ở bất cứ đâu khác nên anh đến nhà xác, bác sĩ nói rằng vài người trong số họ chỉ mang về được một vài mảnh cơ thể. Dick Best nói đặc điểm nhận dạng của Roy nhưng những thông tin này là vô dụng do ai cũng đã bị cháy thành than. Đến khi anh nói Roy có đeo một chiếc nhẫn của Học viện Hải quân ở Annapolis thì lúc này bác sĩ đã biết người đó là ai. Tiến đến một cái xác đen thui, bác sĩ cầm lên một chiếc nhẫn và một cái đồng hồ. Dick Best nhận ra đây chính là người đồng đội xấu số của mình, anh không khỏi đau lòng. Sau trận tập kích này, đô đốc Yamamoto Isozuku đã nhận định Nhật Bản đã phạm phải một sai lầm khi đánh thức một gã khổng lồ đang ngủ và làm trỗi dậy một quyết tâm khủng khiếp, chính thức kéo Mỹ vào thế chiến thứ hai. Tại Tokyo, đô đốc Yamamoto đã đến dự một cuộc họp giữa quân đội và hải quân Nhật Bản. Phía quân đội yêu cầu phía hải quân phải giúp họ xâm chiếm Mỹ. Và để có thể làm điều đó thì đô đốc Yamamoto cần tiến hành đánh chiếm hòn đảo Midway. Phía bên Hoa Kỳ, đô đốc Chester Nimitz được bổ nhiệm làm tân chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Hoa Kỳ. Thay thế cho đô đốc Herbert Kimmel, tổng thống muốn ông đích thân đến Trân Châu cảng ở lại đó cho đến khi chiến hạm của quân Hoa Kỳ tiến vào vịnh Tokyo. Nơi khác, Dick Best đang cùng các đồng đội còn sống uống rượu và tưởng nhớ về Joy, người bạn chí cốt cũng là cha đỡ đầu của con gái anh. Sau khi say bét nhè thì Dick Best và Dickinson bắt gặp đoàn xe có gắn cờ của đô đốc. Họ nhận ra đã có đô đốc mới vừa nhậm chức và đó là đô đốc Nimitz. Anh chàng Dickinson đúng là một tên vừa liều vừa láo khi anh đã cố hét lên với ngài Nimitz rằng bao giờ thì ông mới cho bọn anh sang đất Nhật. Ngày đầu nhậm chức tại sở chỉ huy, khi Nimitz đang sắp xếp bàn làm việc thì Layton tìm đến. Anh mong rằng ông biết về một vài lời thỉnh cầu của anh. Anh ước gì mình có thể bố trí lại các tàu khu trục. Nimitz biết Layton là người đã cảnh báo người tiền nhiệm của ông về cuộc tấn công đã diễn ra tại Trân Châu cảng vừa qua. Mặc dù đáng lẽ anh nên gây áp lực hơn nữa. Layton cũng xin nhận trách nhiệm to lớn về sự thất bại to lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về sứ mệnh giám sát tình báo. Nimitz nhìn thấy tinh thần của Layton nên đã ra một nhiệm vụ, anh phải đi vào đầu đô đốc Yamamoto để cho ông biết ông ta định làm gì tiếp theo. Trước hết, anh phải tung một đòn đáp trả không chỉ để vực dậy tinh thần, mà ông còn muốn cho Nhật Bản biết cái cảm giác bị đấm vào mặt là như thế nào. Cùng lúc đó, tại quần đảo Maso, mục tiêu trước mắt của tàu Enterprise là đảo Joy, tàu ngầm của họ báo cáo rằng chỉ có tàu vận tải và một sân bay quân sự cách đây 2.000 dặm.
nên họ cũng không dám chắc sắp tới sẽ phải đối mặt với thứ gì để tung một cú đấm thật mạnh rồi tiễn chúng xuống địa ngục, nên phải chuẩn bị mọi thứ có thể. Đội bay sẽ tấn công nhanh chóng vào điểm neo đậu tàu trước khi quân Nhật kịp rời khỏi giường. Các phi công lên máy bay bắt đầu xuất phát, quân Nhật đã lường trước được kế hoạch của Mỹ, rất nhanh đã sẵn sàng phóng đạn. Big Bad bắt đầu thả ngư lôi để đánh thủng chiến hạm, nhưng Sukarno là quả ngư lôi lại là bom xịt, bầu trời lần nữa bị nhuộm đen bởi thuốc súng và pháo đạn. Phía khác, quân Mỹ đã vừa phát hiện sân bay thứ hai của Nhật Bản trên đảo Tazoa, đếm nhanh được khoảng 30 máy bay ném bom hạng nặng. Và vấn đề là nếu bên giờ Big Bad cùng đồng đội không diệt cái ổ này thì chúng sẽ đến Enterzai, nên cả đám rủ nhau xuống ném bom nhằm phá hoại lực lượng của địch. Đang bận nhắm đích là sân bay Tazoa thì từ trên bầu trời hướng 11 giờ, một loạt tiêm kích của Nhật Bản nã súng bất ngờ, khiến đội hình rất nhanh bị phá vỡ. Tuy vậy, Big Bad vẫn mặc kệ mưa đạn mà lao tới, sự quả cảm của anh được đáp lại bằng việc thả bom thành công làm nổ tung sân bay và kho lưu trữ của quân Nhật. Tiếp đó, Big Bad tiếp tục phải đối phó với mấy cái máy bay tiêm kích, chúng lượn lách không thua gì Boy Phố, khiến việc cắt đuôi chúng có phần khó khăn. Nhưng anh đây là một tay lại lụa mang trong mình dòng máu Boy Phố, một tay chơi chính hiệu khi chỉ với vài đường cơ bản khiến một chiếc đâm vào núi. Tiếp tục, Big Bad chọn bay thẳng lên mây, sau đó tắt động cơ, máy bay rơi tự do cùng với sự che phủ của mây mà Big Bad cắt đuôi thành công. Quay lại Enterzai, mặc dù Big Bad và Mercy trở về an toàn và bắn hạ nhiều máy bay ném bom, nhưng đó không phải tất cả. Chưa kịp thở, tín hiệu quân Nhật tấn công vang lên, máy bay ném bom hai động cơ hướng 5 giờ đang nhằm họ mà nhắm tới. Hải quân Mỹ nhanh chóng phòng thủ, đạn bay rất nhiều nhưng lại chẳng trúng được cái máy bay nào, trong khi đó các máy bay Nhật đã bắt đầu thả bom xuống phía dưới. Hạm trưởng Hansei ra lệnh cho đàn em lái tàu tránh mưa bom thành công, nhận thấy ném bom thất bại, các máy bay của Nhật quyết định rút lui, nhưng súng phòng không của Hải quân Mỹ đã bắt trúng một chiếc. Chiếc máy bay này nhận thấy bản thân đã không còn đường lui nên quyết định quay lại. Bờ Juno thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến phía máy bay chiến đấu, dùng súng một mình quyết đấu với địch. Anh cố gắng bắn vào phía cánh của máy bay khiến nó nghiêng sang một bên rồi rơi xuống biển. Thành công cứu cả con tàu khỏi sự va chạm, sự dũng cảm và nhanh trí của anh đã được hạm trưởng Hamsay hết sức công nhận và đã nâng anh lên từ sĩ quan hạng 3 thành sĩ quan hạng nhất. Một tối nọ, tại một nhà hàng ở đảo Hawaii, Big Bad cùng vợ đến tham dự một buổi gặp gỡ giữa các đồng nghiệp. Trong lúc đi lấy rượu cho vợ thì Big Bad đã gặp Layton. Big Bad cho rằng cần phải có ai đó như Layton sau trận Trân Châu Cảng và cho Layton biết anh luôn ủng hộ Layton. Trở lại tàu Enterzai, ngày 18 tháng 4 năm 1942, Big Bad chào mừng những thủy thủ mới, những người thay thế cho những đồng đội đã hy sinh trước đó, còn chưa kịp chân ninh gì thì họ đã phải chuẩn bị cất cánh. Hàng không mẫu hạm Hojit được sự chỉ huy của Đại tá Dolip mang theo 16 máy bay ném bom, chuẩn bị ném bom Tokyo và dự kiến sẽ đáp xuống Trung Quốc. Đô đốc Hamsay nhận tin quân Nhật đã tìm thấy họ nên đoàn quân của Dolip bắt buộc phải cất cánh sớm hơn dự kiến. Trước khi đi, Dolip vực dậy tinh thần anh em, có lẽ lần này họ sẽ phải nằm lại biển Hoa Đông, nhưng nếu họ dội bom xuống Tokyo thì họ sẽ trở thành kẻ thù đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, cho Nhật Bản nếm đòn ngay trên quê hương mình, và nếu ai muốn rút lui thì đây chính là cơ hội duy nhất, còn không thì hy vọng họ sẽ gặp lại nhau ở Trung Quốc. Mặc dù thời tiết chẳng mấy thuận lợi nhưng đoàn của Dolip vẫn thành công cất cánh và ghi vào lịch sử sự kiện ném bom Tokyo, gieo lên nỗi sợ về sự thất bại đối với quân Nhật. Tại dinh thự nhà Layton, anh dự đoán rằng họ dự định sẽ đáp xuống vùng Trung Quốc giải phóng nhưng có lẽ sẽ bị hết nhiên liệu và rơi xuống biển Hoa Đông. Nếu may mắn thì họ sẽ không bị xử tử do đã hạ được cánh xuống vùng Nhật Bản không chiếm đóng. Layton dự đoán như thần, với thời tiết bất lợi, máy bay của Dolip đã hết nhiên liệu mặc dù họ vẫn chưa biết đã đến đất liền hay chưa do tầm nhìn bị nước mưa ngăn cản. Họ bắt buộc phải nhảy dù xuống dưới để tránh va chạm. Ông không biết họ sẽ rơi vào vùng quân Trung Quốc hay quân Nhật, vì thế căn dặn mọi người phải thật cẩn thận. Phía khác, sau khi bị quân Mỹ ném bom, Đô đốc Yamamoto đã tự nhốt mình trong cabin do sự hổ thẹn khi đã để cho tính mạng của Thiên Hoàng lâm nguy. Ông đã thề sẽ giữ cho Tổ quốc không bao giờ bị xâm chiếm. Cấp dưới thông báo rằng mọi người trong quân đội đều đã đồng ý là ông đã đúng về các tàu sân bay Mỹ. Nhật Bản hiện tại cần phải hoàn thành chiến dịch ở biển San Hô, sau đó phải rời sự chú ý sang Midway. Sáng hôm sau, Dolip được tìm thấy khi đã nhảy dù xuống nhà của một người dân Trung Quốc, vì rào cản ngôn ngữ nên anh đã bị dân chúng chĩa lòng súng vào mặt. May thay có một người thầy giáo đã đến để giúp anh phiên dịch. Sau khi họ biết anh đã ném bom xuống đất Nhật, họ đã rất phấn khởi, từ thù thành bạn và vui vẻ đồng ý sẽ dẫn anh đến Củ Châu. Sau đó họ bắt đầu cùng nhau dẫn những người dân vô tội rời khỏi vùng chiến sự. Dolip còn hào phóng tặng cho anh bạn thầy giáo một chiếc bật lửa. Ngay lúc này, bất ngờ những chiếc máy bay tiêm kích vụt qua xả đạn và ném bom vào đoàn người, mặc dù ở đây chẳng có một căn cứ quân sự nào cả. Ở Trân Châu Cảng, Đô đốc Nimitz cũng được Layton báo cáo về việc quân Nhật sẽ điều động tàu sân bay đi đến biển San Hô, họ đang cố cắt đứt đường tiếp tế đến Úc. Nimitz yêu cầu gửi điện tín mật cho Đô đốc Hamsay, ông muốn tàu Enterzai đi cùng tàu Yorktown và Lexington đến biển San Hô, đặc biệt ưu tiên hàng đầu là vấn đề thời gian, càng đến đó sớm càng tốt. Ngoài ra Layton vẫn còn một thông tin nữa, theo một người đồng đội của anh thì biển San Hô chỉ là bước khởi động mà thôi, Nhật Bản đang có tham vọng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù đã đến biển San Hô chỉ sau 24 giờ nhưng Enterzai vẫn đến quá trễ. Tàu sân bay Yorktown đã bị hư hại nặng do bị máy bay Nhật ném bom và giờ Enterzai và Hornet là hai tàu sân bay duy nhất ở Thái Bình Dương. Hamsay cho gọi hai người giỏi nhất của mình là Dick Best và Luke. Hiện tại cả đất nước Hoa Kỳ đang trông chờ vào họ, Luke sẽ phụ trách phi đội máy bay ném bom bổ nhào, còn Dick Best sẽ chỉ huy phi đội ném bom Boeing SEC. Ở phía bên kia, Đô đốc Yamamoto đã đến gặp Phó Đô đốc Nagumo. Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch đánh chiếm đảo Midway với sự trợ giúp của 4 hàng không mẫu hạm của đệ nhất hàng không hạm đội Kido Butai.
Quay lại Trân Châu Cảng, bên tình báo Washington cho rằng Layton đã sai về chiến dịch lớn này. Họ cho rằng Nhật đang điều tàu sân bay quay trở lại biển San Hô và ra lệnh để tàu Enterprise ở đấy. Layton khẳng định đó là một phán đoán sai lầm. Washington đã bắt đầu từ một giải thuyết tồi và đang cố tìm lý do để chứng tỏ nó là đúng. Mục tiêu thực sự của Nhật Bản theo nhận định của Layton là Midway. Nhật Bản nhận thấy đó là bàn đạp để đánh Hawaii và cuối cùng là bờ Tây nước Mỹ. Trong vài tuần nữa Nhật Bản sẽ hành động sớm thôi. Để suy xét xem có nên tin tưởng vào Layton không, Nimitz cho rằng đã đến lúc đi thăm mấy anh bạn ở trạm mã thám Hippo của Layton rồi. Trước khi vào bên trong thì Layton cũng xin lưu ý với Nimitz rằng Jeff Foy làm việc với phong cách rất đặc biệt, người phá mã rất hiếm hoi nhưng hải quân lại đào tạo được rất nhiều người khiến Nimitz có phần bất ngờ. Layton nói rằng hầu hết những người này là một ban nhạc ở California, nhưng vì thời thế thời ngày nay mọi người không nghe loại nhạc này nhiều, nên họ sẽ hướng sang làm người giải mật mã, do Jeff Foy nghĩ tài năng âm nhạc của họ là thứ thiên nhiên ban tặng có thể được dùng để phục vụ quân sự. Nhìn thấy người mà Layton đề xuất trong trang phục đồ ngủ khiến Nimitz nửa tin nửa ngờ, Jeff Foy nghĩ rằng nếu ông không tin thì dự kiến là trong vài năm nữa họ sẽ phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Jeff Foy có một trí nhớ siêu phàm, anh có thể nhớ được các thông điệp từ vài tháng trước để chấp nối các dữ liệu. Sau khi đánh chặn được những bức điện của người Nhật thì họ thu được một thông tin về một địa điểm được xác định là AF. Nhưng Nimitz cho biết Washington tin rằng AF là một mục tiêu nào đó ở Nam Thái Bình Dương. Nimitz yêu cầu Jeff Foy phải đưa ra những bằng chứng chứng minh Washington đã sai, bởi vì ông không có thiên hướng tin tưởng vào mấy tay chơi kèn tuba được chỉ huy bởi tên nhạc trưởng đi đôi Jeff Blackthack. Trong khi đó, ông vẫn sẽ cố gắng đưa tàu Enterprise quay lại bằng cách gửi một điện tín đến cho Halsey. Hãy để cho quân Nhật phát hiện ra Enterprise và khi đó ông và con tàu có thể kháng lệnh của Washington quay trở về. Và không làm Nimitz thất vọng, sau khi Layton đề xuất Midway gửi đi một đoạn tin không được mã hóa rằng Midway đang gặp vấn đề thiếu nước ngọt, thì Nimitz đã nhận được một cuộc điện báo từ Washington nói rằng họ vừa chặn được một điện tín của quân Nhật về việc thiếu nước ngọt ở AF. Điều này đã chứng minh được AF chính là Midway. Ngày 29 tháng 5 năm 1942, để chuẩn bị cho trận đánh, Nimitz ra lệnh cho hàng không mẫu hạm Enterprise và Hornet quay về Midway, đồng thời rút dốc thao vốn bị hư hại nặng ở biển San Hô về Midway sửa chữa. Được thông báo rằng dốc thao trúng quả bom cần ít nhất 2 tuần để sửa chữa nhưng Nimitz không chịu, ông chẳng quan tâm sửa chữa thế nào, con tàu này phải ra khơi sau 72 giờ. Bởi vì hạm trưởng Halsey bị sốt phát ban quá nặng phải nhập viện để chữa trị, nên đô đốc Nimitz đã giao nhiệm vụ cho chỉ huy nhóm tác chiến 16 là đô đốc Bason. Nimitz lên kế hoạch cho một cái bẫy, tàu sân bay sẽ vờ như đợi ở phía đông bắc Midway trong khi một đội hình tàu ngầm sẽ triển khai tại một hướng khác. Dồn tất cả máy bay dự phòng lên sân bay ở Midway, lần này nếu may mắn thì yếu tố bất ngờ nằm trong tay quân Mỹ. Layton dự đoán quân Nhật sẽ tấn công vào rạng sáng mùng 4 tháng 6 từ hướng tây bắc theo góc 325 độ và chúng sẽ bị phát hiện khi cách Midway 175 dặm vào lúc 7 giờ sáng địa phương. Một ngày trước trận chiến, trung úy Lindsay trở về sau một chuyến trinh thám nhưng với một bên bánh bị hỏng, anh ta đã lao cả máy bay xuống khỏi tàu, dư chấn là đa chấn thương nhưng vẫn may là còn sống sót. Đánh đổi được là họ đã biết Nhật Bản đang chuẩn bị với 4 tàu sân bay, khoảng 250 máy bay và thiết giáp hạm lớn nhất thế giới. Như một phép màu, tàu dốc thao đã có thể ra khơi khiến lòng quân có thêm niềm tin về trận đánh sắp tới. Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1942, các phi đội đã được huy động cất cánh từ sớm, 6 giờ 40 phút, một toán máy bay Nhật xuất hiện trên bầu trời. Xuất phát từ Kidobutai tiến thẳng đến Midway, chỉ sau vài phút chúng đã gây thiệt hại nặng nề cho đường băng và cơ sở vật chất trên đảo. Cùng lúc Nimitz cũng nhận được thông báo quân Nhật bắt đầu không kích Midway và máy bay trinh sát đã phát hiện hạm đội địch với tàu sân bay địch ở hướng 320 độ cách Midway 180 dặm về phía tây bắc. Vậy là Layton và Jeffords đã dự đoán chỉ sai 5 phút. Nimitz cho lệnh ném bom tàu Nhật, các hàng không mẫu hạm của Nhật liên tục bị các đội bay của Midway tấn công. Các đội máy bay phóng ngư lôi xuất kích từ 3 hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng xuất hiện ngay sau đó. Tuy vậy các cuộc tấn công không gây ra được bất cứ thiệt hại nào cho tàu Nhật, ngược lại phải chịu tổn thất rất nặng. Nhưng các cuộc tấn công đã khiến đội tàu Nhật rơi vào thế hỗn loạn khi không thể thu hồi và phóng máy bay do phải liên tục cơ động né tránh bom và ngư lôi từ máy bay Mỹ. Một chiếc máy bay trúng đạn đã nhắm tới tàu Akagi của Nhật để ôm nhau chết chung nhưng lại chệch hướng mà lao xuống biển, đám quân Nhật chắc phải được các cụ gánh còng lưng. Đô đốc Naguno cho rằng đám người Mỹ chẳng dũng cảm vậy đâu, có lẽ hắn ta chỉ bị mất lái rồi lao vào. Trong lúc đó, máy bay trinh sát của Nhật đã phát hiện hạm đội của Mỹ đang tiến tới, Naguno đã biết mình đã mắc bẫy. Trong tình thế găng co, đô đốc Nagumo đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ông cho lệnh đổi vũ khí các máy bay tấn công Midway bằng ngư lôi và bom xuyên phá trong khi biết rằng phe mình dễ thiệt hại nhất khi thay đổi vũ khí. Tàu ngầm Nautilus của Mỹ khéo léo tiếp cận hạm đội Nhật, nhưng ngay trước khi phóng thành công một quả bom chìm thì đã bị quân Nhật Bản phát hiện kính tiềm vọng nên Nhật Bản đã nhanh chóng tránh được. Nautilus sau đó bị khu trục hạm Azashi truy đuổi gắt gao nhưng trốn thoát thành công. Trong lúc đó, đội máy bay phóng ngư lôi cũng xuất kích, lúc chỉ huy đội quân lên cao để quan sát, mặc dù bộ dưỡng khí của Dick Best gặp trục trặc nhưng anh vẫn cố gắng để có thể duy trì đội hình. Phát hiện mục tiêu, cả đội hạ xuống tấn công, quân đội Nhật Bản liên tục xả đạn từ những nòng súng phòng không, tuy nhiên quân Mỹ còn thiếu kinh nghiệm nên nhiều máy bay liền bị bắn hạ. Lindsay thành công thả một quả ngư lôi xuống mặt nước nhưng đồng thời máy bay cũng bị bắn cháy, biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã yên tâm nhắm mắt ra đi. Cảnh tượng khiến quân Nhật phải thấy may mắn khi quân Mỹ có lòng dũng cảm nhưng lại chỉ có mấy chiếc máy bay tồi. Trên cao, lúc phát hiện chiếc Azashi đang di chuyển rất nhanh, cho rằng con tàu đó đang quay trở lại hạm đội chính lúc quyết định cho toàn bộ đội bay bám theo chiếc khu trục hạm kia mặc dù biết đội của mình sắp hết nhiên liệu.
đội bay của Luke nhanh chóng phát hiện ra toàn bộ Kido Butai và vào vị trí ném bom bổ nhào. Mà lúc này từ đằng sau, một toàn máy bay tiêm kích bảo vệ hạm đội quyết liệt truy đuổi, từng máy bay của đội Luke bị bắn hạ rơi xuống biển. Đô đốc Yamaguchi biết cứ kéo dài tình hình này là không ổn, các máy bay xuất phát từ tàu sân bay nên Nhật phải hành động. Ông mau chóng truyền tin tới Đô đốc Naguno về việc xem xét huy động lực lượng tấn công ngay lập tức. Tuy nhiên, việc đổi vũ khí đối đất sang đối hạm mất rất nhiều thời gian. Nhiều đợt tấn công vừa rồi của Luke đã thu hút hết các máy bay tiêm kích bảo vệ của Nhật, nên đội của Digbis dễ dàng tiếp cận các tàu sân bay mà không có ai ngăn cản. Nhưng mà có một vấn đề là khi đang tấn công chiếc Kaga của Naguno, máy bay của Digbis bất ngờ bị đội bay của Luke lạc vào. Nhận ra lỗi của Luke, Digbis liên lạc với đội bay và đã kịp tách ra cùng hai chiếc Smith khác để chuyển hướng tấn công chiếc Akagi. Với kinh nghiệm của bản thân, sau khi đâm qua mưa đạn, Luke hướng dẫn đội của mình lao súng và nhả bom vào họng súng của quân Nhật, tuy nhiên lại thiếu chút may mắn khi quả bom bị trạch sang một bên, tàu Kaga không một chút tổn hại. Bên này đội bay của Joktao đã cắt bom trúng chiếc Soju khiến con tàu chìm trong biển lửa. Chưa hết, Beat dẫn đội bay nhắm tới Akagi, quân Nhật ra sức cản phá ba chiếc máy bay bằng súng phòng không nhưng đội của Beat thực sự rất khó đối phó. Hơn thế là tàu Nhật vẫn cần thời gian để dốc sức tái trang bị cho máy bay ném bom. Hai chiếc Smith bên cạnh đã ném bom bổ nhào xuống trước nhưng do độ cao không ổn định khiến cả hai quả đều rơi ra khỏi mạn tàu. Tuy nhiên họ vẫn còn Beat liều mình cho hạ xuống độ cao rất thấp nhất có thể nhằm nâng cao tỷ lệ thả bom trúng tàu. Băng qua làn khói đen, Beat nhanh tay ném bom ngay trước khi va chạm với tàu thành công khiến hàng không mẫu hạm Akagi bay màu. Đội bay của Joktao cắt trúng chiếu Soju tạo ra những vụ nổ dây chuyền và vô hiệu hóa toàn bộ ba con tàu. Trợ tá khuyên Naguno hãy rời bỏ con tàu vì nhiệm vụ của ông là người lãnh đạo, còn cứu tàu là việc của thuyền trưởng. Phía thiết giáp hạm Yamato nhận tin hạm đội Kido Butai đã thất thủ, người Mỹ đã biết cuộc tấn công của bọn họ. Mặc dù đã sa vào cái bẫy của Mỹ nhưng Yamamoto tin rằng Nhật Bản vẫn còn có cơ hội chiến thắng nhưng ông phải biết Nhật Bản đang phải đối đầu với những thứ gì. Sáng hôm sau, bờ Juno cùng đồng đội tuy bị rơi xuống biển nhưng vẫn còn sống sót, chỉ là vận đen vẫn còn đeo bám họ khi những người đầu tiên phát hiện lại chính là quân Nhật. Bờ Juno muốn một điếu thuốc hút cho vui mồm, anh nói rằng anh đã mất rất nhiều người bạn ở Trân Châu Cảng và hỏi tại sao mấy tên lính Nhật không mau biến khỏi mắt anh đi. Điều này khiến quân Nhật dễ dàng quyết định thả anh xuống biển với một chiếc mỏ neo. Trên chiếc Hiju, chuẩn đô đốc Yamaguchi cho đội cuối cùng của chiến hạm lên máy bay xuất kích và vô hiệu hóa thành công hàng không mẫu hạm Joktao. Đến buổi chiều cùng ngày, do Luke đã bị bắt sau trận vừa rồi nên Luke sẽ chỉ huy đội quân quay lại đánh nốt chiếc tàu sân bay cuối. Mặc dù anh đã ho ra máu sau khi hít phải khí độc của máy bay Luke mặt lạ bị hỏng, nhưng có vẻ những đồng đội của anh sau khi trở về từ địa ngục vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu. Muji là một trong số những người như vậy, nếu tiếp tục ra chiến trường trận này có thể anh sẽ không còn đủ may mắn để có thể trở về nữa. Bằng những lời động viên của Beat, Muji có thể chọn không bay cùng anh nhưng nếu anh chọn quay lại chiếc máy bay kia thì có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc Muji nhớ suốt đời và Muji đã chọn làm nốt bổn phận của mình. Bên khác, Yamamoto truyền điện tín tới Yamaguchi về một kế hoạch táo bạo với yêu cầu Yamaguchi phát động tấn công như một samurai để cứu lấy danh dự của Nhật Bản. Đội của Beat tiếp tục phóng lên bầu trời, ngay khi nhìn thấy hạm đội Hiju ở phía dưới thì từ đằng sau máy bay tiêm kích của Nhật đã bao vây đội của anh. Digbis lái máy bay tránh đối diện trực tiếp với máy bay địch trong khi Muzai ở đằng sau giúp anh loại bỏ những tên quỷ khác. Beat cho máy bay lao về phía chiến hạm khiến Muzai đằng sau suýt thì bay ra bên ngoài. Và vì phải tập trung bắn hạ tiêm kích nên Muzai chẳng thể báo cáo độ cao cho Digbis, buộc anh phải sử dụng kinh nghiệm của bản thân, bay theo cách tổ tiên mách bảo. Những chiếc máy bay bên cạnh anh liên tục bị bắn rơi, Digbis vẫn liều mạng bay xuống, đáp lại tinh thần quả cảm. Một quả bom từ máy bay của Digbis thành công xé toạc mũi tàu của chiếc Hiju. Sau trận đánh, trở về chiếc Enterprise chỉ còn vài chiếc máy bay đáp đất trong tình trạng hết nhiên liệu, tuy nhiên vẫn chưa thấy đội trưởng Beat trở về. Giữa lúc mọi người dần hết hy vọng thì nghe thấy tiếng động cơ máy bay của Beat đã quay lại với tình trạng động cơ đã bị tắt do hết nhiên liệu. Tình huống giống hệt như trường hợp anh đã đặt ra và luyện tập trước đó, đồng đội vô cùng vui mừng tiến đến ôm lấy anh. Tình trạng anh hiện tại đã không thể tự mình đứng vững, tuy nhiên anh đã giữ đúng lời hứa khi đưa Muzai trở về. Bên phía Yamaguchi, sau mọi nỗ lực cứu tàu không thành, ông ra lệnh cho những người khác rời khỏi tàu. Để không cho quân Mỹ có thể chiếm được tàu Hiju nên ông quyết định sẽ dùng ngư lôi làm cho tàu đắm xuống biển sau. Ông xin ở lại, thuyền trưởng của tàu Hiju cũng xin được ở lại để ra đi cùng con tàu. Những người lính trẻ được chuyển sang một con tàu khác, họ phóng ngư lôi về phía tàu Hiju, ngọn lửa bao trùm khắp con tàu rồi dần tắt lụi. Vào đêm cùng ngày, Yamamoto nhận được báo cáo rằng toàn bộ Kido Butai của ông đã bị máy bay Mỹ đánh chìm ở Midway. Ngoài ra, sau khi biết thêm được thông tin về việc toàn bộ tàu chiến của người Mỹ đã rút lui khỏi khu vực để tránh một trận giã chiến với thiết giáp hạm dưới quyền của Yamato, ông ra lệnh tổng rút lui và kết thúc chiến dịch mờ. Tại Trân Châu Cảng, Jeff Foy chặn được một bức điện của Nhật Bản về lệnh tổng rút lui khỏi Midway rồi đưa cho Layton, người sau đó đã báo cho Nimitz và ban tham mưu của ông. Sau chiến thắng, Đô đốc Nimitz tiếp tục chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương cho đến khi tàu của ông tiến vào vịnh Tokyo tiếp nhận sự đầu hàng của người Nhật vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đô đốc Hamsay trở lại nhiệm vụ sau thời gian chữa trị và trở thành một trong bốn người được phong chức đô đốc hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ. Đô đốc Yamamoto của Nhật Bản bị bắn rơi và chết ở quần đảo Solomon năm 1943 sau khi mã thám hải quân Mỹ bắt được lộ trình của ông ta. Quân đội Nhật đã giết 250.000 dân thường Trung Quốc vì đã giúp đỡ Dolittle và người của ông ấy trốn thoát.
Dolit được Tổng thống Roosevelt trao tặng huân chương danh dự khi trở về Mỹ. 80 đồng đội của ông mỗi năm đều tổ chức gặp mặt cho đến khi người cuối cùng mất năm 2019. Dick Kim Sơn trở thành chuẩn đô đốc và là phi công đầu tiên trong lịch sử nhận được 3 huân chương thập tự hải quân, danh hiệu cao quý nhất của hải quân dành cho hành động dũng cảm trong chiến đấu. Zigbee đoàn tụ với gia đình ở Trân Châu Cảng và không thể bay được nữa do gặp vấn đề về phổi, sau chẩn đoán là mắc bệnh lao gây ra bởi máy tái tạo oxy trên chiếc Spitfire của anh. Anh cũng nhận được huân chương thập tự hải quân cho hành động trong trận Midway, là một trong hai người duy nhất trong lịch sử đánh chìm nhiều tàu sân bay địch nhất chỉ trong một ngày.